Những diễn biến phức tạp của thời tiết làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của công nhân, người lao động. Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Sơn La đã có nhiều hoạt động chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời nhằm giúp họ vượt qua khó khăn, yên tâm sản xuất, gắn bó với công ty. Những ngày đầu tháng 5, nắng nóng vẫn kéo dài trên diện rộng ở huyện Mường La. Đây cũng là thời điểm cây cao su phục hồi sau thời điểm rụng lá đầu năm, chờ cho mủ để khai thác, dẫn đến thu nhập của công nhân cạo mủ gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người công nhân mới. Thời điểm ban đầu anh vừa mới ra đây ấy, thì là cái mọi thứ ở đây nó còn chưa ổn định, còn nhiều cái khó khăn đấy. Thì hôm nay là công đoàn công ty, công đoàn nông trường là có một chút cái nhu yếu phẩm về hỗ trợ cho các anh để ổn định những cái thời điểm ban đầu này, ổn định cuộc sống. Cảm ơn công ty là mình đang nhiều khổ ra làng công ty, bao giờ công ty rất quan tâm là hỗ trợ cho gạo và mì chính và mối các thứ thì rất cảm ơn công ty. Bên cạnh nắng nóng, những cơn mưa đầu mùa kèm dông lốc, mưa đá đã gây ra những thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân tại một số địa phương trong tỉnh. Theo thống kê, những đợt mưa đã làm ảnh hưởng về nhà cửa, tài sản đối với 37 công nhân của công ty đang làm việc tại các huyện Mường La, Thuận Châu, Vân Hồ. Vừa rồi thì anh dông lốc phải đổ vào nhà thì PP và tất cả gia đình rất là cảm ơn cô Pi và quý đoàn đã hết sức quan tâm đến gia đình. Toàn huyện Mường La có gần 1.900 hecta cây cao su. Do thời vụ và các yếu tố thời tiết, việc khai thác mủ cao su gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của công nhân trên địa bàn. Về phía công đoàn công ty thì cũng hỗ trợ về cái nhu yếu phẩm như gạo, mắm muối, mì chính cho công nhân. Và trong bên cạnh đó thì trong thời gian vừa qua thì do ảnh hưởng của thời tiết thì những cái hộ công nhân mà bị ảnh hưởng thiệt hại về nhà cửa thì công đoàn công ty cũng có hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại để các hộ gia đình yên tâm sản xuất và gắn bó lâu dài với công ty. Tính từ đầu năm đến nay, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Sơn La đã hỗ trợ 2 đợt với kinh phí gần 100 triệu đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã giúp cho công nhân, người lao động tiếp tục gắn bó với công ty, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2024.